Nay con kính bút ghi thư Sài Gòn tâm dịch quá ư hải hồng. Chỗ con tâm dịch phát bồng, nghị định 16 vô cùng thông minh, làm con sống phải mưu sinh, xa cha vắng mẹ quê mình tạm quên. Sài Gòn đất lạ ghi tên, công ty nhà máy bốn bên bạn đời. Ngày làm 10 tiếng mẹ ơi, bữa ăn giấc ngủ vui chơi tạm dừng. Nghĩ mà nước mắt rưng rưng, bữa ăn rau quả góp từng đồng dư. Ngày 3 rồi đến 14, tiền nhà ra hết, sống như thạch sùng. Công nhân vất vả vô cùng, con đau vợ bệnh lạnh lùng đối vai. Ôi thôi tạm nghỉ ngày mai, vì con Covid lây 2-3 người. Tháng này nghỉ nữa mẹ ơi, người dân giãn cách nơi nơi dịch bùng. Vợ con tìm cách vẫy vùng, ta về quê mẹ sống cùng nương rau. Sân xe tả lót gom mau, nước đầm cơm vắt xa nhau Sài Gòn. Vượt ngàn cây số đèo non, kê khai y tế lại còn chốt canh. Chỉ thị 16 ban hành, giãn cách nơi dịch trung thành bên nhau. Nhìn con nhìn vợ lòng đau, 10 ngày sinh nở ruột đau chín chiều. Đường dài cách trở bao nhiêu, bữa cơm truyện miệng thương yêu dân mình. Tặng tiền góp nước mưu sinh, bà con người Việt đồng tình sẻ chia. Dọc đường giấc ngủ đêm khuya, đôi vai buốt lạnh mẹ kia đứng chờ. Cha ơi con tỉnh hay mơ, bi thương cùng cực đón chờ tương lai. Ông ơi cháu đã thấy sai, đi tìm sự sống ngày mai đủ đầy. Đường dài cháu dừng bút đây, chúc bà anh chị tràn đầy niềm vui. Đường đời đức phước hên xui, hẹn ngày gặp mẹ ngậm ngùi đoàn viên. Kính trời lạy Phật thánh tiên, cầu xin hết dịch bình yên dân mình. Miền Bắc hứa ngày 29 tháng 7 năm 2001, con kính chúc YouTuber Thanh Long Vlog. Cháu mới sinh ra được 10 ngày, ngắm nhìn cây số vít tung bay, tiếng khóc chào đời tìm nội ngoại, yêu mến quê hương trái đất này. Hồi hương chung sức cùng thăm cam, nước Việt lâm nguy biết chung tay. Ơi hỡi đồng bào phòng chung chống, cờ đỏ sao vàng phất phới bay. Kính bút cháu gửi ông bà nội ngoại, Đắk Lắk ngày 29 tháng 7 năm 2021, YouTuber Thanh Long Vlog. Lời thơ từ vùng dịch gửi cho các bạn tri ân. Quá lâm nguy nay đang bùng phát dịch, nghĩ đến này khi chính phủ đề ra. Hãy chung lòng dù khó khổ vượt qua, tình hình chung vẫy vùng bao thế giới. Vì ngày mai một lòng ta hướng tới, đừng mắng ai và trách lỡ nhầm người. Ngọn cờ hồng năm cánh mãi đỏ tươi, Việt Nam hỡi 4.000 năm văn hiến. Hỡi đồng bào bà con ta quyết tiến, gió đông nào không buốt lạnh thịt xương. Màu da vàng
dòng máu đỏ yêu thương, bác sĩ giỏi tận tình yêu nhân loại, quyết hy sinh vì đồng bào nguồn cội, vượt gian lao trong kiếp sống con người, nuốt đắng cay ngày mai thắm nụ cười, đón bình minh chào Việt Nam hết dịch. Kính bút gửi những người bạn tri âm Đắk Lắk ngày 29 tháng 7 năm 2021, YouTuber Thanh Long Vlog xin thân chào các bạn. Nay con kính bút ghi thư Sài Gòn tâm dịch quá ư hải hồng, chỗ con tâm dịch phát bùng, nghị định 16 vô cùng thông minh, làm con sống phải mưu sinh, xa cha vắng mẹ quê mình tạm quên, Sài Gòn đất lạ ghi tên, công ty nhà máy bốn bên bạn đời, ngày làm 10 tiếng mẹ ơi, bữa ăn giấc ngủ vui chơi tạm dừng, nghĩ mà nước mắt rưng rưng, bữa ăn rau quả góp từng đồng dư, ngày ba rồi đến 14, tiền nhà ra hết sống như thạch sùng, công nhân vất vả vô cùng, con đau vợ bệnh lạnh lùng đôi vai, ôi thôi tạm nghỉ ngày mai, vì con Covid lây 2-3 người, tháng này nghỉ nữa mẹ ơi, người dân giãn cách nơi nơi dịch bùng, vợ con tìm cách vẫy vùng, ta về quê mẹ sống cùng nương râu, sân xe tả lót gom mau, nước đầm cơm vắt xa nhau Sài Gòn, vượt ngàn cây số đèo non, kê khai y tế lại còn chốt canh, chỉ thị 16 ban hành, giãn cách nơi dịch trung thành bên nhau, nhìn con nhìn vợ lòng đau, 10 ngày sinh nở ruột đau chín chiều, đường dài cách trở bao nhiêu, bữa cơm truyện miệng thương yêu dân mình, tặng tiền góp nước mưu sinh, bà con người Việt đồng tình sẻ chia, dọc đường giấc ngủ đêm khuya, đôi vai buốt lạnh mẹ kia đứng chờ, cha ơi con tỉnh hay mơ, bi thương cùng cực đón chờ tương lai, ông ơi cháu đã thấy sai, đi tìm sự sống ngày mai đủ đầy, đường dài cháu dùng bút đây, chúc bà anh chị tràn đầy niềm vui, đường đời đức phước hên xui, hẹn ngày gặp mẹ ngậm ngùi đoàn viên, kính trời lạy Phật thánh tiên, cầu xin hết dịch bình yên dân mình, miền đất hứa ngày 29 tháng 7 năm 2001, con kính chúc YouTuber Thanh Long Vlog. Quá lâm nguy nay đang bùng phát dịch, nghị định này khi chính phủ đề ra, hãy chung lòng dù khó khổ vượt qua, tình hình chung vẫy vùng bao thế giới, vì ngày mai một lòng ta hướng tới, đừng mắng ai và trách lỡ nhầm người, ngọn cờ hồng năm cánh mãi đỏ tươi, Việt Nam hỡi 4.000 năm văn hiến, hỡi đồng bào bà con ta quyết tiến, gió đông nào không buốt lạnh thịt xương, màu da vàng dòng máu đỏ yêu thương, bác sĩ giỏi tận tình yêu nhân loại, quyết hy sinh
vì đồng bào nguồn cội, vượt gian lao trong kiếp sống con người, nuốt đắng cay ngày mai thắm nụ cười, đón bình minh chào Việt Nam hết dịch. Kính bút gửi những người bạn tri âm Đắk Lắk ngày 29 tháng 7 năm 2021, YouTuber Thanh Long Vlog xin thân chào các bạn. Vâng, xin thưa các bạn, Thanh Long Vlog cũng vì mùa dịch chung tay chung sức và chung lòng để làm cái video phòng chống dịch COVID. Nếu các bạn nào cảm thấy những hình ảnh không thích thì hãy báo cho Thanh Long biết. Số điện thoại của Thanh Long là ở cuối video và các bạn bình luận ở dưới, Thanh Long sẽ cắt bỏ cái hình bạn không thích và không muốn đưa lên video này. Vì mùa dịch nên Thanh Long muốn làm một cái gì đó để gọi là kỷ niệm cái ngày dịch mà chúng ta lưu lại, và không có để cho cái mùa dịch nó phát triển lại, thì cũng mong tất cả các bạn thông cảm. Nếu có các bạn có video clip nào xin gửi giùm cho Thanh Long cái Zalo ở sau video. Thanh Long đã có số điện thoại và có cái Zalo ở sau, thì xin các bạn hãy ủng hộ và giúp Thanh Long. Cái video nào còn có cái thiếu sót thì rất mong tất cả các bạn dung thứ lỗi để Thanh Long vào bình luận, để Thanh Long có cái phát triển hay hơn. Và xin các bạn hãy cho Thanh Long chút đăng ký để Thanh Long làm những video mà nó xúc tích hơn, nó có cái hay hơn để chúng ta cùng phòng chống dịch. Thanh Long Vlog xin thăm chào và cảm ơn. Và cũng tiếp cái bài thơ là Thanh Long Vlog cũng thời gian gấp quá nên xin làm lại, đăng lại cái bài thơ cũ. Vâng, đó là tất cả những bài thơ tự Thanh Long sáng tác. Kính mong tất cả các bạn dung thứ lỗi, xin chân thành và cảm ơn các bạn. Nay con kính bút ghi thư Sài Gòn tâm dịch quá ư hải hùng, chỗ con tâm dịch phát bùng, nghị định 16 vô cùng thông minh, làm con sống phải mưu sinh, xa cha vắng mẹ quê mình tạm quên, Sài Gòn đất lạ ghi tên, công ty nhà máy bốn bên bạn đời, ngày làm 10 tiếng mẹ ơi, bữa ăn giấc ngủ vui chơi tạm dừng, nghĩ mà nước mắt rưng rưng, bữa ăn rau quả góp từng đồng dư, ngày 3 rồi đến 14, tiền nhà ra hết, sống như thạch sùng, công nhân vất vả vô cùng, con đau vợ bệnh lạnh lùng đối vai, ôi thôi tạm nghỉ ngày mai, vì con Covid lây 2-3 người, tháng này nghỉ nữa mẹ ơi, người dân giãn cách nơi nơi dịch bùng, vợ con tìm cách vẫy vùng, ta về quê mẹ sống cùng nương râu, sân xe tả lót gom mau, nước đầm cơm vắt xa nhau Sài Gòn, vượt ngàn cây số đèo non, kê khai y tế lại còn chốt canh, chỉ thị 16 ban hành, giãn cách nơi dịch trung thành bên nhau, nhìn con nhìn vợ lòng đau, 10 ngày sinh nở ruột đau chín chiều, đường dài cách trở bao nhiêu, bữa cơm truyện miệng thương yêu dân mình, tặng tiền góp nước mưu sinh, bà con người Việt đồng tình sẻ chia, dọc đường giấc ngủ đêm khuya, đôi vai buốt lạnh mẹ kia đứng chờ,
cha ơi, con tỉnh hay mơ, bi thương cùng cực đón chờ tương lai. Ông ơi, cháu đã thấy sai, đi tìm sự sống ngày mai đủ đầy. Đường dài cháu dùng bút đây, chúc bà anh chị tràn đầy niềm vui. Đường đời đức phước hên xui, hẹn ngày gặp mẹ ngậm ngùi đoàn viên. Kính trời lạy Phật thánh tiên, cầu xin hết dịch bình yên dân mình. Miền đất hứa ngày 29 tháng 7 năm 2001. Con kính chúc YouTuber Thanh Long Vlog. Khóa Lâm Nguy nay đang bùng phát dịch, nghĩ đến này khi chính phủ đề ra, hãy chung lòng dù khó khổ vượt qua, tình hình chung vẫy vùng bao thế giới. Vì ngày mai một lòng ta hướng tới, đừng mắng ai và trách lỡ nhầm người. Ngọn cờ hồng năm cánh mãi đỏ tươi, Việt Nam hỡi 4.000 năm văn hiến. Hỡi đồng bào bà con ta quyết tiến, gió đông nào không buốt lạnh thịt xương. Màu da vàng dòng máu đỏ yêu thương, bác sĩ giỏi tận tình yêu nhân loại. Quyết hy sinh vì đồng bào nguồn cội, vượt gian lao trong kiếp sống con người. Nuốt đắng cay ngày mai thắm nụ cười, đón bình minh chào Việt Nam hết dịch. Kính bút gửi những người bạn tri âm Đắk Lắk ngày 29 tháng 7 năm 2021, YouTuber Thanh Long Vlog xin thân chào các bạn. Nay con kính bút ghi thư Sài Gòn tâm dịch quá ư hải hồng. Chỗ con tâm dịch phát bùng, nghị định 16 vô cùng thông minh, làm con sống phải mưu sinh, xa cha vắng mẹ quê mình tạm quên. Sài Gòn đất lạ ghi tên, công ty nhà máy bốn bên bạn đời. Ngày làm 10 tiếng mẹ ơi, bữa ăn giấc ngủ vui chơi tạm dừng. Nghĩ mà nước mắt rưng rưng, bữa ăn rau quả góp từng đồng dư. Ngày 3 rồi đến 14, tiền nhà ga hết sống như thạch sùng. Công nhân vất vả vô cùng, con đau vợ bệnh lạnh lùng đối vai. Ôi thôi tạm nghỉ ngày mai, vì con Covid lây 2-3 người. Tháng này nghỉ nữa mẹ ơi, người dân giãn cách nơi nơi dịch bùng. Vợ con tìm cách vẫy vùng, ta về quê mẹ sống cùng nương rau. Sân xe tả lót gom mau, nước đầm cơm vắt xa nhau Sài Gòn. Vượt ngàn cây số đèo non, kê khai y tế lại còn chốt canh. Chỉ thị 16 ban hành, giãn cách nơi dịch trung thành bên nhau. Nhìn con nhìn vợ lòng đau, 10 ngày sinh nở ruột đau chín chiều. Đường dài cách trở bao nhiêu, bữa cơm truyện miệng thương yêu dân mình. Tặng tiền góp nước mưu sinh, bà con người Việt đồng tình sẻ chia. Dọc đường giấc ngủ đêm khuya, đôi vai buốt lạnh mẹ kia đứng chờ. Cha ơi, con tỉnh hay mơ, bi thương cùng cực đón chờ tương lai. Ông ơi, cháu đã thấy sai,
đi tìm sự sống ngày mai đủ đầy. Đường dài cháu dùng bút đây, chúc bà anh chị tràn đầy niềm vui. Đường đời đức phước hên xui, hẹn ngày gặp mẹ ngậm ngùi đoàn viên. Kính trời lạy Phật thánh tiên, cầu xin hết dịch bình yên dân mình. Miền đất hứa ngày 29 tháng 7 năm 2001. Con kính chúc YouTuber Thanh Long Vlog. Khóa Lâm Nguy nay đang bùng phát dịch, nghĩ đến này khi chính phủ đề ra, hãy chung lòng dù khó khổ vượt qua. Tình hình chung vẫy vùng bao thế giới, vì ngày mai một lòng ta hướng tới. Đừng mắng ai và trách lỡ nhầm người, ngọn cờ hồng năm cánh mãi đỏ tươi. Việt Nam hỡi 4.000 năm văn hiến, hỡi đồng bào bà con ta quyết tiến. Gió đông nào không buốt lạnh thịt xương, màu da vàng dòng máu đỏ yêu thương. Bác sĩ giỏi tận tình yêu nhân loại, quyết hy sinh vì đồng bào nguồn cội. Vượt gian lao trong kiếp sống con người, nuốt đắng cay ngày mai thắm nụ cười. Đón bình minh chào Việt Nam hết dịch, kính bút gửi những người bạn tri âm. Đắk Lắk ngày 29 tháng 7 năm 2021, YouTuber Thanh Long Vlog xin thân chào các bạn. Vâng, cũng như cái mùa dịch Covid, Thanh Long cũng xin tất cả những hình ảnh của các ban ngành đoàn thể, các công an bên phòng chống dịch bệnh, và tất cả các bạn nếu có vi phạm bản quyền thì các bạn bình luận dưới trang để cho Thanh Long Vlog cắt bỏ. Và xin các bạn nếu có video thì xin các bạn gửi cho mình số Zalo ở sau để mình cố gắng làm một hai video nữa để phục vụ cho cái mùa Covid này cho nó chóng qua và nó không có một cái dịch lây lan mùa tới nữa, để chúng ta cùng biết để mà phòng chống cái mùa Covid này. Thì rất mong tất cả các bạn lượng thứ, và xin các bạn cảm thấy hay thì xin cho Thanh Long một sub đăng ký, gọi là comment, để comment là bình luận đó, còn sub là gọi là đăng ký đó, để Thanh Long có động lực làm những video mà để lại cho sau này con cháu chúng ta biết là cái mùa dịch nó khốn cùng của con người Việt Nam như vậy. Thì cuối cùng Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin cảm ơn các bạn. Và cái trang Zalo và số Zalo của Thanh Long Vlog là ở cuối video. Các bạn nào có cho video thì xin cho vô cái trang Zalo ở cuối video. Thanh Long Vlog đã gửi đăng ở cuối video. Vâng, cuối cùng chúc tất cả các bạn sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Thanh Long xin thân chào và cảm ơn các bạn. Khóa Lâm Nguy nay đang bùng phát dịch, nghĩ đến này khi chính phủ đề ra, hãy chung lòng dù khó khổ vượt qua. Tình hình chung vẫy vùng bao thế giới, vì ngày mai một lòng ta hướng tới. Đừng mắng ai và trách lỡ nhầm người, ngọn cờ hồng năm cánh mãi đỏ tươi. Việt Nam hỡi 4.000 năm văn hiến, hỡi đồng bào bà con ta quyết tiến. Gió đông nào không buốt lạnh thịt xương, màu da vàng dòng máu đỏ yêu thương. Bác sĩ giỏi tận tình yêu nhân loại, quyết hy sinh
vì đồng bào nguồn cội, vượt gian lao trong kiếp sống con người, nuốt đắng cay ngày mai thắm nụ cười, đón bình minh chào Việt Nam hết dịch. Kính bút gửi những người bạn tri âm Đắk Lắk ngày 29 tháng 7 năm 2021, YouTuber Thanh Long Vlog xin thân chào các bạn. Nay con kính bút ghi thư Sài Gòn tâm dịch quá ư hải hồng. Chỗ con tâm dịch phát bùng, nghị định 16 vô cùng thông minh, làm con sống phải mưu sinh, xa cha vắng mẹ quê mình tạm quên. Sài Gòn đất lạ ghi tên, công ty nhà máy bốn bên bạn đời. Ngày làm 10 tiếng mẹ ơi, bữa ăn giấc ngủ vui chơi tạm dừng. Nghĩ mà nước mắt rưng rưng, bữa ăn rau quả góp từng đồng dư. Ngày 3 rồi đến 14, tiền nhà ra hết, sống như thạch sùng. Công nhân vất vả vô cùng, con đau vợ bệnh lạnh lùng đối vai. Ôi thôi tạm nghỉ ngày mai, vì con Covid lây 2-3 người. Tháng này nghỉ nữa mẹ ơi, người dân giãn cách nơi nơi dịch bùng. Vợ con tìm cách vẫy vùng, ta về quê mẹ sống cùng lương rau. Sân xe tả lót gom mau, nước đầm cơm vắt xa nhau Sài Gòn. Vượt ngàn cây số đèo non, kê khai y tế lại còn chốt canh. Chỉ thị 16 ban hành, giãn cách nơi dịch, trung thành bên nhau. Nhìn con nhìn vợ lòng đau, 10 ngày sinh nở ruột đau chín chiều. Đường dài cách trở bao nhiêu, bữa cơm truyện miệng thương yêu dân mình. Tặng tiền góp nước mưu sinh, bà con người Việt đồng tình sẻ chia. Dọc đường giấc ngủ đêm khuya, đôi vai buốt lạnh mẹ kia đứng chờ. Cha ơi con tỉnh hay mơ, bi thương cùng cực đón chờ tương lai. Ông ơi cháu đã thấy sai, đi tìm sự sống ngày mai đủ đầy. Đường dài cháu dừng bút đây, chúc bà anh chị tràn đầy niềm vui. Đường đời đức phước hên xui, hẹn ngày gặp mẹ ngậm ngùi đoàn viên. Kính trời lạy Phật thánh tiên, cầu xin hết dịch bình yên dân mình. Miền đất hứa ngày 29 tháng 7 năm 2001, con kính chúc YouTuber Thanh Long Vlog. Khóa Lâm Nguy nay đang bùng phát dịch, nghĩ đến này khi chính phủ đề ra. Hãy chung lòng dù khó khổ vượt qua, tình hình chung vẫy vùng bao thế giới. Vì ngày mai một lòng ta hướng tới, đừng mắng ai và trách lỡ nhầm người. Ngọn cờ hồng năm cánh mãi đỏ tươi, Việt Nam hỡi 4.000 năm văn hiến. Hỡi đồng bào bà con ta quyết tiến, gió đông nào không buốt lạnh thịt xương. Màu da vàng dòng máu đỏ yêu thương, bác sĩ giỏi tận tình yêu nhân loại. Quyết hy sinh vì đồng bào nguồn cội, vượt gian lao trong kiếp sống con người, nuốt đắng cay ngày mai thắm nụ cười,
đón bình minh chào Việt Nam hết dịch. Kính bút gửi những người bạn tri âm Đắk Lắk ngày 29 tháng 7 năm 2021, YouTuber Thanh Long Vlog xin thân chào các bạn.